Mình với chú Tín chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi, yeah, nhưng mà rất là kính trọng và để phục chú Tín về cái tinh thần làm việc. Anh em khi mà thực sự rất là bất ngờ, còn cũng là cú sốc đối với mình khi nghe tin chú mất. Bây giờ không biết nói thì sao, Tấn Bèo đã đến đây và nhìn di ảnh của anh Tín thì Tấn Bèo một cái hụt hẫng và một cái suy sụp mà nó kỳ lắm. Con người nó bị như rớt hẳn xuống, đang vui mới mình quay đăng chương trình vui thì bước vô thấy cái hình cái ảnh của anh Tính thì Tấn Bèo coi như là nó bị choáng, nó bị sao á, nó còn con người nó bị lững lững lơ lơ sao á, không có hoàn hồn lại. Ảnh rất cực kỳ nghiêm túc trong nghề. Tôi thấy không biết các bạn diễn viên trẻ bây giờ chắc tôi cũng có dịp là giao lưu với các bạn nhiều á. Cho nên không kịp gặp các bạn nhiều, tôi không biết các bạn chuẩn bị như thế nào. Tôi thấy khi mà ảnh chuẩn bị cho một vai diễn hay là chuẩn bị cho một nhân vật ấy, là bao giờ ở ảnh nó có một cái sự kỹ lưỡng đến mức ấy. Mà nếu như không khéo thì người ta sẽ cảm thấy sẵn khó quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghiệm ra cho đúng là vì người ta tôn trọng khán giả, người ta tôn trọng cái nhân vật đó, cho nên người ta chuẩn bị rất là kỹ. Và hầu như ít có một cái vai diễn nào ở anh Tính mà người ta thấy sự xuề xòa. Đó là điều tôi rất là quý trọng. Rất là bất ngờ, không thể nào ngờ nghệ sĩ Nguyễn Chính Tích cũng như là cậu của mình mất đột ngột và sớm đến như vậy. Khi người thân của mình ra đi thì đó là một sự mất mát rất là lớn. Nhất là đó là một cái người mà đã bắt một cây cầu cũng như là khơi nguồn nghệ thuật cho những anh em trong gia đình đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Tại vì từ nhỏ đó là Vân Sơn đã biết và đã thần tượng cậu của mình, đó là nghệ sĩ Nguyễn Chính Tính. Và chính cậu là cái nguồn cảm hứng để đưa Vân Sơn hay là anh Nguyễn Dương và sau này kể cả đạo diễn Johnny Nguyễn là Johnny Chí Nguyễn vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.